Ngày 20 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng tham gia đường dây làm giả hồ sơ lừa đảo gần 4 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuật, 37 tuổi, Ngô Anh Tuấn, 46 tuổi, cùng về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Lê Thanh Hải 30 tuổi, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Đức Vượng 67 tuổi, về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã có căn cứ tài liệu xác định Lê Văn Hồng 66 tuổi, với vai trò là cố vấn, giám đốc một công ty bảo hiểm trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Lợi dụng việc bản thân có điều kiện tiếp cận hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm đối với chủ phương tiện ô tô gây tai nạn giao thông, nên đã cấu kết với các đối tượng trong và ngoài công ty bảo hiểm của mình để lập ra nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả để mang đi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 4 tỷ đồng của nhiều công ty bảo hiểm. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hồng để phục vụ công tác điều tra quá trình mở rộng vụ án xác định bốn đối tượng trên có hành vi đồng phạm với lê văn hồng và có yếu tố cấu thành các tội nêu trên nên đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ